ngày 9 tháng 3, thứ ba tuần 3 mùa chay. Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lớn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đệ tử gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóc cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lớn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả nợ hết cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm. Họ liền đi thuật lại với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện: tha thứ cho người, cho đời. Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con. Sống có lòng tha thứ cho người là điều làm rất vui lòng Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Vì thế có thể nói, sống có lòng tha thứ chính là sống cách sống của Thiên Chúa giữa loài người, là hiện thân, là dung mạo, là họa ảnh đích xác của Thiên Chúa. Nhìn lại mình để thấy chính mình có vô vàn tội lỗi với Thiên Chúa, nhất là tội vô ơn, không nhận ra ơn lành của người. Có phải từ chút không khí để thở, đến cả sự sống, linh hồn, thân xác, trí khôn, tài năng, hiểu biết là của tự mình mà có đâu? Thế mà không nhận ra mình là người mắc nợ muôn hồng ân, lại còn mắc nợ cả ngàn lần tha thứ nữa. Nếu Thiên Chúa không có lòng khoan dung tha thứ, thì loài người không có ơn cứu chuộc và sự sống đời sau, lại còn phải chết ngàn đời, phải tan tác, tàn hoang muôn thuở sau sự sống ở trần gian này. Ước gì mỗi gia đình là mái trường huấn luyện, dạy dỗ lòng tha thứ của Thiên Chúa,
để mỗi con người lớn lên trong mái nhà gia đình là những con người giàu lòng xót thương, thứ tha cho nhau và cho mọi người. Cha mẹ dạy dỗ lòng thứ tha bằng chính sự tha thứ cho nhau, cho con cái và cho cả người lối xóm láng giềng. Kẻ thương người ghét, kẻ khen người chê, kẻ nề phục người hơn thua, ganh tị bui xấu đều được đón nhận lòng tha thứ từ gia đình chúng ta. Gia đình chúng ta bấy giờ trở nên gia đình của Thiên Chúa, gia đình được Thiên Chúa xót thương thứ tha, và gia đình thực hiện lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa. Gia đình thật hạnh phúc. Lạy Chúa, xin lời Chúa giúp các gia đình biết tạ ơn lòng Chúa thứ tha và luôn tha thứ cho nhau, cho đời. Lạy Thánh Giuse cực thanh cực tịnh, xin cầu cho các gia đình chúng con biết dùng lời Chúa mà nhắc nhớ nhau sống khó nghèo, thanh tịnh trong niềm vui tín thác vào Chúa. Amen. Lạy Chúa, đồng hành với các gia đình trẻ sống mùa chay thánh, chúng con nguyện xin cho mỗi thành viên gia đình sẽ sống huyền nhiệm hạt lúa mì của Chúa Giêsu, luôn từ bỏ mình, luôn hy sinh tất cả vì tình yêu hôn nhân, vì hạnh phúc gia đình, để mỗi hy sinh là lễ dâng Chúa hàng ngày, và bình an hạnh phúc gia đình là dấu chứng ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen. Thank you.